bao đêm rồi ta nhớ dân trắng. Sương khuya mờ rơi, cây tuôn ngàn lá, buồn ơi là buồn. Sương khuya mờ rơi, cây tuôn ngàn lá, buồn ơi là buồn. Em đang là một thí sinh đáng gườm nhất trong chương trình này, nhưng mà cái cách biểu diễn của em vẫn chưa có thể giống như anh Minh Cảnh. Anh Minh Cảnh khi mà anh đứng lên sân khấu là không bao giờ anh đứng như em á. Anh sẽ cầm micro và anh đứng. Cái tướng của Minh Cảnh nó hơi như vậy đó. Thì ở đây anh muốn nói là thần tượng là mình phải làm sao từ mặt mày, dốc dáng, cách cầm micro, biểu cảm và cách ca càng giống bao nhiêu thì mình mới là quán quân của chương trình Nghệ sĩ Thần Tượng. Dạ, cảm ơn giám khảo Kim Phú Long ạ. Dạ. Nhưng mà hồi nãy giờ các anh chị góp ý cho em và anh Long cũng nói á là em đã giống 95% rồi. Bây giờ còn lại 5% thôi. Mà 5% đó là cái gì? Là cái điệu và cái mềm. Dạ. Đó, nhưng mà hồi nãy chị có nói với Long dướng người lên rồi kìa, giống rồi kìa. Nhưng mà anh Long nói là còn thiếu chút, có nghĩa là chú hai á thì hơi trọn em ốm. Vậy bữa sau độn người vô được không chị? Cho nên là độn này kia vô. Ráng điệu lên thôi, coi như là em hoàn hảo rồi đó.